Nha, mình giới thiệu đôi loa tép 450 nhá. Loa tép 450 cuôn 45 này. Cú máy chống cháy hộ tống đằng sau này. Đấy, tép này được trợ lời nhá. Phễu này là 16 x 16. Đấy, đây, khung chân đây. Xem kỹ nha, chốc nữa mình xem xong cái nội thất bên ngoài nhá, xong là chốc nữa mình mở thử cho các bạn xem nhá. Đây, đôi này thì chống cháy 100%, bảo hành 1 năm. Cái này được trợ lời cho anh em hát karaoke thì tuyệt vời luôn. Bây giờ mình thử mở thử cho các bạn nghe nhá. Cái này là mình chỉ mở nguyên tép không thôi nhá, không có loa bát gì thôi nhá. Chưa có loa bát mà tiếng nó rất là rõ như thế rồi. Loa tép toàn giải nhá. Cái video là mình mở nguyên cái đôi tép này chạy không nhá, không có một hệ thống loa bát của tống nhá, tiếng rất là rõ nhá. Đấy, bây giờ các anh em mà đặt hàng thì gọi cho mình theo cái đường link này nhá, tìm hiểu chi tiết sản phẩm vào đây nhá. Đấy, loa tép chống cháy 100% trong YouTube nhá, vào YouTube tìm nhá anh em nhá. Đấy, đôi loa tép này hiện tại bây giờ mình bán là 1,2 triệu bao ship này anh em nhá. Này, để cho anh em tham khảo nhá, chào anh em nhá.